Xin chào tất cả mọi người nha. Hôm nay xin phép quay cho cả nhà xem một con máy khoan hiệu Encode nha cả nhà. Con này cao 1m3, dùng con số 2 nha. Có chức năng khoan và tự động nha cả nhà. Con này bàn tròn còn khá là đẹp nha. Con này nắp nhựa đề cao. Nhựa. Rồi bây giờ em sẽ khoan thử cho cả nhà xem nha. Tự động này rất là dễ xài, khi mà mình gặt vô sản phẩm là nó ăn phôi, nó chạy theo, nó khoan xuống luôn nha cả nhà. Đó, dí vô phôi là nó theo là nó ăn xuống thôi. Khoan tự động này khoan rất là nhẹ nha. Khoan rất là khỏe luôn mà nhanh nữa. Hành trình nó được 120 nha cả nhà. Tùy theo cái sản phẩm mình khoan sâu cạn á thì mình sẽ chỉnh cái hướng này cho nó phù hợp với sản phẩm của mình nha. Cái này á thì bàn tròn còn khá là đẹp nha mọi người. Anh dở cho em cái bàn. Máy khoan Encode có chức năng khoan tự động, dùng con số 2. Chạy điện zin 3 pha 200V zin Nhật nha cả nhà. Máy khoan lên bay giới rất là đẹp nha. Mấy cái lỗ luôn nè, khoan nè. Rất là đẹp luôn. Bàn tròn. Hành trình thì đường 120, quý khách nào mà xài khoan sâu cạn gì nó ngắn vậy đó, hay là sâu nữa thì mình có thể chỉnh nha. Em chỉnh ngang mức đây thôi. Máy khoan Encode có chức năng khoan tự động, rất là dễ xài cả nhà ơi. Anh nào mà ở nhà mà thường xuyên mà khoan sắt dày á, khoan sắt mà ngồi khoan nhiều á, mua mấy con khoan tự động như là khoan rất là khỏe nha. Nhanh tốc độ nữa. Cái này mình có thể chỉnh nhanh chậm thì mình sẽ đổi dây cu ro nha cả nhà. Đổi dây cu ro lên xuống nhanh chậm tùy theo cái mũi khoan của mình, khoan mũi lớn hay mũi nhỏ nha. Mũi lớn nha, mũi nhỏ vậy thôi, mình chỉnh tốc độ cho nó phù hợp với cái mũi khoan nha. Ở đây thì mình khoan tự động thì mình sẽ gạt cái này qua đây. Còn mà mình muốn khoan kéo tay xuống như thế này á thì mình sẽ kéo cái này qua bên đây nha cả nhà. Khá là dễ xài nha. Xin cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em nha. Quý khách nào có nhu cầu sử dụng máy khoan bàn thì liên hệ bên em nha cả nhà. Bên em khá là nhiều máy khoan nha. Cảm ơn tất cả mọi người đã xem video của em.